Thôi anh này, thử cây là thử đưa cây như thế này là ok rồi. Còn giờ móc bờ ấy, anh nhả bên đen bên kia ra đẩy sang bên này là tự nó hết bờ. Và cái cày này anh chỉnh nó vẫn chưa chính xác. Với lại cái này nữa thêm nữa này, cái gen bên kia của anh ấy là anh phải đẩy lại một tí nữa ở cái gen này để làm sao cho cái bên này em đẩy xuống một tí cũng vẫn được mà kéo lên một tí vẫn được. Bây giờ như cái này của anh là nó kịch rồi, hết gen rồi. Lúc nãy em bảo anh chỉnh cái này thì... Vâng đúng rồi, cái đấy thì mai anh, một là anh cho lên lỗ trên xong anh thả nó xuống lỗ dưới, anh hiểu chưa? Đấy, hai nữa đấy, như cái đấy là anh cho nó lên, cho cái lỗ chốt lên lỗ trên xong bắt đầu anh đẩy cái gen dài xuống dưới để anh có thể là chỉnh thoải mái. Đấy, còn cái tăng đơ này thì anh giờ nó hơi để lại khoảng tầm 5 phân thế này. Thì là anh kéo nhả bên kia ra khoảng 2 gen, đẩy sang bên này phát là hết luôn. Với lại như cái tầm như thế kia thì còn 5 phân bờ nữa thì nó thực ra là không, tùy đấy, đấy là anh chỉnh thôi. Cái đấy là do mình chỉnh thôi, còn không có gì cả. Còn giả sử như bây giờ như cái đường cày của em này này. Sâu quá nhỉ? Sâu thì sâu nông đây, anh xuống đây em chỉ luôn cho. Sâu nông do mình chỉnh. Cái đấy là sâu quá, hay là cái đất cao này? Đất này đất mềm. Đây, sâu nông thì anh chỉnh đây nhá. Cái bánh lái thì hiện tại là bây giờ em đang đặt là gần như là chính xác rồi. Còn đâu em chỉ cho anh giả sử như trong cái quá trình anh sử dụng, anh tháo ra lắp vào chẳng hạn, anh thay bi thì bắt buộc anh phải tháo nó ra thì nó sẽ thay đổi góc luôn. Để nhả con ốc này ra, một là anh cầm cái củ lái chiều cong này quay xuống dưới, quay như này, bánh lái nghiêng về bên kia. Đấy, thì khi mà máy của anh đi lao đầu sang bên tay trái thì anh mở cái góc này, anh cầm anh vặn cho cái này nó thu hẹp về đây. Còn nếu mà đầu của anh lao sang bên phải thì là anh lại vặn cho cái chiều cong này nó quay về đằng sau thì cái này nó mở rộng ra. Chú ý cho em mỗi lần anh chỉnh cái này anh nhích từng tí một. Đấy, xoay tiến xoay lui. Cái này thì nó thực ra em chỉnh cho anh em chỉnh phát được ngay, nhưng mà em phải hướng dẫn cho anh để tự anh làm. Bởi vì cái sản phẩm của em đến với người dùng là anh là người dùng nhiều, nhưng mà chúng em thì sản xuất ra, nên là phải hướng dẫn cho anh chi tiết. Cái thứ hai, giả sử như cái lò xo này của em có hai con ốc đây. Hai con ốc này là nó chỉ thay cho cái chốt mà em làm ngang vào đây. Thế nhưng vì là làm ngang vào đây thì cứ mỗi lần sập lên sập xuống dần dần cái chốt nó hỏng. Em làm bằng hai con ốc này thì muôn đời không bao giờ hỏng. Đấy, còn nông sâu anh nhé, hiện tại bây giờ này là nó đang sâu quá chẳng hạn, anh muốn nông thì anh thả cái thủy lực ấy, anh nương nó lên một tí. Có nghĩa là giả sử như bây giờ là anh đang chạy này nó 10 phân thì anh cứ cho em một cái hành trình ở bên dưới thủy lực này, anh thả xuống đánh, anh phải thả xuống 1, xuống 0 chẳng hạn, thì bây giờ nó anh thả xuống 1 là nó đủ tâm thì anh thả xuống 1 anh cứ lại cho em ở đấy. Cái lò xo này đối với đất mềm như này thì anh hơi đẩy nó lên một tí cho cái lò xo này nó căng. Vâng, có nghĩa là đây, giả sử như thế này nó nhún ít thôi. Đấy, anh cho nó ít nhún thôi, anh đẩy nó lên. Nhưng mà đẩy đừng căng quá, căng quá thì nó nổi hẳn cày lên trên. Đấy, nó vừa phải làm sao nó tự cái cày nó phải ghim xuống được cái bánh lái này, cái lò xo kia nó để nó giữ cho cái bánh lái này phải băm xuống dưới này. Để nó ghim cho không cho cái máy này nó chạy lao sang bên trái, lao sang bên phải. Là thiết kế này của em là nó khác, khác như vậy. Thế thôi, còn ngoài ra thì không có cái gì cả. Còn những cái yếu tố ở cái chỗ này là do mình thôi. Anh chỉnh sang bên này là nó hết bờ. Cái chuyện mà anh kêu với em bảo giờ nó không hết bờ thì cái đấy nó quá bình thường, không có vấn đề gì là phải lăn tăn ở cái đấy. Đấy, giả sử như bây giờ là cái chảo này này, anh bảo là tôi chạy nó vẫn nổi, cái đấy em với kinh. Nhưng mà cái này thì không kiếm được nổi thì rất là khó rồi. Thế còn đâu là cái giả sử như cái đường đầu mở lối ấy, thì thực ra là mình cày ở đất mà nó nhiều rạ, nhiều rơm, nhiều cỏ và chỉnh cày chưa chuẩn thì nó vẫn sẽ khó. Còn sau này khi anh chạy ở cái đường này mà nó đã chuẩn rồi, anh đừng bao giờ anh chỉnh lại, anh quá chết lại cho em. Còn cái đường cày đầu tiên đấy nhá, như người ta là chạy lượt 1, lượt 2 là được luôn, thì anh chạy cho em 1 đường, 2 đường, đường thứ 3 cũng được, thì là bao giờ nó sẽ ngon hơn. Đấy, nó như vậy thôi. Còn đâu giả sử như trong cái điều kiện mà ruộng của anh, chân nền này, nó quá khô, quá cứng, nó nứt nẻ ra rồi ấy, mà anh thả cày mà nó hơi trượt một tí, nó ăn nhưng nó không ăn được sâu, thì đến lúc đấy anh mới phải cần làm cho em cái bao đất khoảng tầm 30-40 cân anh đặt lên trên để cho cái cày nó vừa phải. Bởi vì sao? So cái trọng lượng cái dàn cày này là em thiết kế với con máy này là nó nhẹ thôi, để cho con máy này nó đủ tải. Bởi vì như máy 2002 này là nếu như giả sử anh tha một cái dàn cày miền Nam, dàn cày trúc đi hoặc HD chẳng hạn, thì con này không kéo nổi. Và với cái tầm chạy như vừa rồi anh cảm giác không cần đạp ga, mà đường cày sâu như thế này, đường cày của em là như mới, con chảo này đường cày của em là 1 mét, đối với con máy này 1 mét, mà anh thấy là không có một tí gọi là yếu tải nào. Thế nên là về cái vấn đề cày là nó chỉ có vậy thôi, không có gì cả. Có hai cái sâu và hai cái do mình chỉnh hết không, như cái kia kìa, nó ở cái kia. Bởi vì là thực ra thì bây giờ chỉnh cày trong là chỉnh được, nhưng mà nó mất nhiều thời gian và chúng cháu còn nhiều việc.
Em chỉ có thể là ra thử gài giống với cái điều kiện ở đấy mới lắp đặt sơ qua như vậy thôi, xuống ruộng chưa cần phải chỉnh nhiều mà nó đã chạy như thế rồi. Đấy là để cho ông biết là cái cày nó đã ở cái mức độ chuẩn cực kỳ cao rồi. Còn bây giờ nếu giả sử như ông tinh chỉnh vào đấy nữa, có cái chỉnh là sẽ được. Bởi vì cháu ở đây thì không có lý gì là chỉnh không được, nên đã chỉnh là được. Thế nên là em muốn là hướng dẫn cho ông với lại anh trực tiếp là người làm phải thao tác chỉnh ở những chỗ đấy. Anh biết được rồi, lần sau anh vụ này anh dùng xong, vụ sau anh tháo ra lắp vào anh vẫn biết anh chỉnh. Thế còn bây giờ em cứ cắm đầu em chỉnh cho anh, mùa sau anh không biết làm thì đâm ra là anh cũng khổ mà chúng em cũng phải khổ. Đến lúc đấy anh gọi điện từ xa thì tốn tiền điện thoại rồi, em nghe điện thoại thì em lại công việc mãi chẳng hạn lại không làm được, thì đâm ra là anh em mình nó lại không hiểu, lại khó nói chuyện. Thế nên là bây giờ là phải hướng dẫn chi tiết cho anh như thế để sau này anh làm. Giả sử như bây giờ nhá, cái lưỡi này của anh sâu quá đúng không, thì tự anh đẩy cái ten kia nó đẩy xuống một tí là tự nhiên cái lưỡi đấy nó sẽ xuống. Còn với cái điều kiện mà anh muốn nó phải bằng cày thì trước hết là đẩy máy của anh là phải xuống cái chỗ này, anh phải vào rõng này đã, cái bánh kia của anh phải vào rõng này đúng không ạ. Đấy, vào rõng đây rồi thì bắt đầu đến lúc đấy anh mới chạy, không cần phải chạy nhanh mà anh chạy một đoạn khoảng tầm mét một, anh kiểm tra là bốn đĩa này ăn bằng đều chưa, chưa bằng đều anh có thể chỉnh cái tăng đơ kéo lên hoặc thả xuống. Thả xuống rồi mà anh thấy là chảo nó chạy ghé một là nó không úp được đất đẹp như này mà nó chỉ ghé thôi, thì anh bắt đầu đến lúc đấy anh có thể đẩy thanh trung tâm ra hoặc co thanh trung tâm vào, nó chỉ có vậy thôi, rất đơn giản, còn đơn giản hơn là anh chỉnh cày lưỡi. Đấy. Giờ giả sử như anh kỹ hơn nữa thì đây anh chỉnh luôn đi, em có thể chỉnh luôn con kia, đẩy con kia xuống khoảng 2 gen, con vòng này xuống 2 gen, đẩy xuống dưới. Vâng đúng rồi, đẩy xuống dưới khoảng 2 gen, bắt đầu anh chạy tụt về đằng kia, anh chạy một đường lên đây là anh biết là nó đều ngay. Đấy, thế nên là giờ anh chỉnh luôn đi, chỉnh cho nó ấy luôn. Còn cái kiểu mà quét kéo sang đây thì hiện tại cày nó vẫn hơi lệch sang bên kia, kéo sang đây một tí là bình thường. Hôm nãy em thấy anh công cái gì? Đẩy xuống để cái này cho dài ra đúng không? Đúng rồi, cho anh cho dài ra đi. Đấy, cái này anh không cần quân công chặt lắm, thế thôi. Vâng, tầm đấy thôi, không chốc này quá. Thế thôi, anh chạy xong bắt đầu anh lùi từ dưới kia anh chạy về đây. Cứ của anh lúc nãy giả sử như anh thả sâu tầm đấy là gì nhỉ? Số 1 thì bây giờ anh nâng lên số 2. Đâu mà chỉnh nó đơn giản không. Các chú làm rồi nó quen. Các anh ấy chúng cháu thì nó thực ra là chỉ có xuống đồng chỉnh thế này thôi, chứ còn nếu nói lái máy thì không thể nhiều bằng anh ấy được. Nhưng mà mình làm ra nó thì là mình phải lái được nó, điều khiển được nó. À đúng rồi. Vâng đấy, có nghĩa là mình phải bắt được nó là những cái lỗi gì, nó bị làm sao là phải hướng dẫn cho ông với lại các anh đây là phải nắm chi tiết, đến lúc đấy làm nó mới được việc. Giờ là sâu quá anh. Đầu kia sâu, đầu này không có. Không, anh đi sát vào đường cày đi. Anh sát vào đây. À, đi lên trên thì đúng không? Anh ôm sát nó mà. Đấy, anh cứ nhìn đằng trước anh lái thẳng. Nghe tiếng máy nó lịm hay không lịm là anh biết ngay. Đấy. Ông mà cày lưỡi là sao nó úp đất được như này. Giờ nông hơn đấy ông thấy chưa? Đấy. Bóc trống trơn luôn. Đất đổ là rạ là phải úp xuống. Úp rạ đi. Này nó nhanh, nó bắt đầu nó bị ải, nó nhanh thối thôi.
máy chạy này đạp ga lên một ngày này ông chạy đưa ruộng như này thì mấy. Ôi ok chứ anh, giờ nông hơn rồi đấy. Mới chỉ có tí một tí thế thôi. Đất quá đều rồi. Rồi anh em chúng tôi xin kết thúc video tại đây. Xin thân ái chào bà con và hẹn gặp lại.